Xin chào tất cả anh em, lên cho anh em cây condo thẳng dài. Đấy, mã của nó là CT288 anh em nhé. Anh em nhớ mã đó là CT288. Để anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho shop hoặc kết bạn qua Zalo anh em nhé. Còn về giá thì em sẽ công khai giá luôn để tất cả anh em có thể cân đối được cái túi tiền của mình. Giá thì em sẽ công khai luôn để ở phía dưới của màn hình anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá thì đã bao gồm cước vận chuyển rồi, ship đến tận đầu giường cho tất cả anh em. Anh em không mất thêm một chút phụ phí nào nữa nhé. Rồi ok, em chúng ta sẽ đi vào cấu hình chi tiết của cây CT288 này, xem nó gồm có những cái món gì anh em nhé. Thì đầu tiên ở bộ hơi em đang sử dụng nó là bình carbon. Đấy, anh em có 3 sự lựa chọn, 3 sự lựa chọn cho anh em: 0.36, 0.42 và 0.5. Đấy, giá tiền của nó là bằng nhau, thế cho nên là tùy anh em nhé. Anh em có thể lựa chọn bất cứ cái thông số nào mà anh em muốn. Đấy, hiện tại ở đây thì em đang sử dụng bình 0.42. Đấy, độ chịu áp của nó thì rất là tốt, trong khoảng hơn 300 cân quay đầu. Đấy, cũng khuyến cáo với tất cả anh em là trong khoảng hơn 300 cân quay đầu nhé, anh em lên bơm khoảng 350 quay đầu thôi. Bởi vì thực sự ra là đam mê thì đam mê, nhưng cái an toàn nó vẫn cứ là phải đặt lên hàng đầu nhé. Ở đây thì nó có ghi là 50 MPa, nghĩa là 500 cân, nhưng mà thực tế ra thì em chỉ bơm đến 350 quay đầu thôi, chưa bao giờ bơm quá 350. Đấy, thì tùy anh em. Ở đây thì cái mức khuyến cáo của nó là 50 MPa cơ. Đấy, van thì em đang hiện tại em đang sử dụng van hộp rút anh em nhé, van Cricket bản hộp rút đấy, công ty gọi là USA sản xuất đấy, anh em thấy chưa. Thực tế ra cái loại van này nó là đẳng cấp nhất của cái thằng condo rồi. Đấy, bao nhiêu năm nay cái van hộp rút này nó vẫn cứ là đẳng cấp nhất của cái thằng condo. Hồi áp cực kỳ nhanh và cái độ bền, độ ổn định của nó thì rất là tốt anh em nhé. Đấy, về khung cò ruột tay cầm thì em đang sử dụng nó là khung cò ruột tay cầm gỗ. Đấy, khung thì là khung tròn, khung tròn thẳng dài, khung tem XS8884. Khung này cũng nói luôn với tất cả anh em, nó là giáp một phát ăn ngay, thợ giáp bên em cực kỳ là thích. Và hơn nữa đó là rất là an toàn, không bao giờ sợ bị trượt cò anh em nhé, không bao giờ sợ bị trượt cò. Đấy, về ruột thì bên em đang sử dụng nó là ruột bọc đồng rồi. Về lò xo thì bên em đã thay cho tất cả anh em bằng chiếc lò xo thường của riêng bên em rồi. Còn lò xo mà nó đi theo cái bộ ruột thì chất lượng của nó không được tốt, thế cho nên là em cũng đã bỏ đi rồi. Đấy, biết thì làm luôn cho anh em, anh em về chỉ việc bêm thôi. Rồi đến tiếp theo đó là phần giảm thanh anh em nhé. Giảm thanh thì hiện tại con này nó đang là bút nhau 3 khúc. Đây, em cắt đi một khúc rồi để cho nó được gọi là nhìn nó cân đối nhất với cái cây củi anh em nhé. Đấy, không lắp thêm một khúc nữa vào thì nó sẽ rất là dài. Con này thì nó là phi 30, anh em lại có thêm gọi là 3-4 sự lựa chọn gì đó. Đấy, anh em thích 30 cũng được, phi 35 cũng được, giảm sumo hoặc là giảm Arifox. Đấy, tùy anh em có mấy sự lựa chọn, giá của nó thì xem nhau. Cành thì em đang sử dụng nó là cành lô tha. Đấy, lô tha tem vàng hàng loại 1 anh em nhé. Nói luôn với tất cả anh em nó là hàng loại 1. Cái con này bán lẻ thì là 1,5 triệu ấy. Đấy, loại 1 thì bao cho tất cả anh em ở một cái cây condo thẳng dài như thế này, bao cho tất cả anh em ít nhất đó là 70 mét nhặt mồi nhé. Thực tế thì không phải là ai gọi là trình bắn của ai cũng giống ai. Ở cái cây này thì nếu mà gặp gọi là vào tay các bác gọi là có kinh nghiệm thì 80-90 mét, 100 mét nó là cái chuyện không quá là khó anh em nhé. Đấy, chắc chắn là có thể bêm đến 80-90 mét luôn nếu mà vào tay, gọi là vào tay em. Đấy, cũng không biết là anh em gọi là trình bêm thế nào, nhưng mà cây này vào tay em thì 80-90 mét nó là chuyện quá bình thường. Đấy, anh em thấy chưa, hàng 12 khương, cũng nói luôn với tất cả anh em nó là hàng loại 1 nhá anh em nhá. Đấy, giá bán lẻ của nó là 1,5 triệu. Đấy, có 3 thông số cho anh em lựa chọn: 4.5, 5.5, 6.35. đấy. Còn về kính, tất cả anh em có thể mua lẻ bất cứ cái bộ phận nào trong cái cây củi này đều được anh em nhé. Mua lẻ bình cũng được, van cũng được, mua lẻ khung cành cũng không vấn đề gì. Đấy, anh em mua lẻ bất cứ cái bộ phận nào đều có anh em nhé, đều bán hết. Đấy, bán hết những gì có thể. Đấy, về kính thì em đang hiện tại em đang sử dụng ở cây này, nó là Teago CM 4/16 nhân 44 kính ngụy trang của cái thằng Teago. Đấy, thương hiệu Teago thì cực kỳ là nổi tiếng rồi. Đấy, về độ lép và trong độ chống rung giật, chống nhảy tâm thì cực kỳ là tốt anh em nhé. Đấy, anh em thấy chưa, đây là thông số của nó nhé, CM. Đấy, kính ngụy trang của Teago. Anh em lưu ý giúp em một điều đó là giá ở phía dưới của màn hình không bao gồm chân trống và không bao gồm kẹo anh em nhé. Đấy, chân trống là dựng lên đây cho nó lên cái dáng củi cho nó đẹp thôi, còn kẹo thì là cũng là mang ra đây là để quảng cáo, 450 một ký, 450 một cân.
Đấy, một cân nó là bao hộp anh em nhé. Anh em nên mua cả một cân hoặc hai cân gì đó, chứ đừng mua nửa cân thì nó rất là khó chia cho bên em. Đấy, bên em thì có hai hình thức giao dịch, một đó là gửi xe, hai đó là COD. Em sẽ ráp căn chỉnh tất cả hoàn thiện cho anh em như thế này, sẽ mang đi test bao cho anh em 70 mét, thì là em sẽ mang đi test đủ 70 mét rồi mới gửi. Anh em yên tâm về cái chất lượng, trong quá trình sử dụng thì bên em còn bảo hành cơ, thế cho nên là anh em cứ yên tâm nhé. Bên em thì hai hình thức giao dịch đấy, một nó là COD, hai nó là gửi xe. Thì thực ra thì bên nào cũng thế, một nó là COD, hai nó là gửi xe. COD thì sẽ chia làm hai gói, sẽ vẫn ráp test căn chỉnh cho tất cả anh em hoàn thiện như thế này, nhưng sau đó là sẽ tháo van bình, tháo kính, tháo giảm đi để cho nó được ngắn gọn và nó được giảm nhẹ cái tiền cốt nhé. Đấy, để nó được an toàn nhất cho cả người bán và người mua. Đấy, còn gửi xe thì chắc chắn là phải gửi nguyên một cây như thế này thôi. Gửi xe thì chỉ gửi một gói thôi. Đấy, gửi cốt thì anh em nhận cái gói nào thì anh em trả tiền cái gói đấy, rất là đơn giản. Còn gửi xe thì đấy, nguyên một gói như thế này là anh em bóc về, gọi là bóc ra, mang về bóc ra là nguyên một cây như thế này rồi. Đấy, anh em về chỉ việc gọi là bơm hơi. Nếu anh em nào thích thì em sẽ bơm sẵn hơi cho anh em. Bơm sẵn hơi thì sẽ không bơm được nhiều, sẽ chỉ bơm được trong khoảng 150-200 cân quay đầu thôi. Bởi vì trong cái quá trình vận chuyển thì không nên bơm hơi. Đấy, em chỉ bơm gọi là có hơi thôi. Các bác về thì tự bơm hơi nhé. Đấy, bơm hơi vào đút kẹo vào là bem thôi. Rồi các bác cứ mang đi test xem có đủ 70 mét nhé. Không đủ 70 mét thì điện về cho em. Đấy, tôi vừa mua cái cây CT288 của bên shop không đủ 70 mét. Đấy, thì các bác điện về cho em sẽ làm việc trực tiếp, sẽ phải đủ 70 mét thì thôi. Đấy, bao giờ bằng đủ thì thôi, anh em cứ yên tâm về cái chất lượng. Anh em xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh nhá. Anh em cứ thấy gọi là cái video của bên shop thì anh em vào kênh, sau đó thì đăng ký và bấm vào chiếc chuông anh em nhé. Bởi vì hiện tại shop đang làm rất là nhiều kênh, thế cho nên là cũng mong anh em ủng hộ, gọi là đăng ký, gọi là được bao nhiêu thì được. Đấy, được tốt bao nhiêu, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đấy, nói nhiều quá nó nhịu hết cả rồi. Rồi ok, xin kính chào tất cả anh em. Đấy, về củi thì bên shop đã có khoảng hơn 300 mẫu. Đấy, hơn 300 video, mỗi video đó là một cái cấu hình khác nhau. Thế cho nên là anh em có thể vào kênh thì để tham khảo những cái mẫu củi gọi là phù hợp với mình anh em nhé. Rồi ok, xin chào tất cả anh em. Bên em thì cái loại nào cũng có. Đấy, Condo FX Benjamin, rồi Condo Z, Condo U, Condo thẳng, Condo Talon, rất là nhiều. Đấy, khung vuông cũng có, khung tròn cũng có. Đấy, anh em có thể vào kênh để tham khảo nhé. Rồi xin chào tất cả anh em. Em đi uống chút nước đã khô hết cổ rồi.